thể của chúng ta được bao phủ bởi một lớp lông, và tùy theo vị trí mà những sợi lông này sẽ mọc dài hoặc là ngắn khác nhau. Và những bộ phận như là tay, chân, nách, mép, vùng bikini là những nơi được nhiều người đi triển lông vĩnh viễn nhất. Tuy nhiên, nhiều người còn rất là băn khoăn, không biết có nên triển lông vĩnh viễn hay không, cũng như cách nào giúp triển lông vĩnh viễn an toàn. Vậy thì trong video này, thì bạn Lốc Đẹp sẽ cùng các bạn tìm hiểu về những vấn đề cần biết trước khi triển lông vĩnh viễn bạn nhé. 1. Có nên triển lông vĩnh viễn hay không? Triển lông vĩnh viễn là gì? Triển lông vĩnh viễn là tác động trực tiếp tới các nang lông, loại bỏ hoàn toàn những sợi lông hoặc là khiến lông không tiếp tục sản sinh được nữa. Vậy vì sao nhiều người lại triển lông vĩnh viễn? Nhu cầu triển lông vĩnh viễn để duy trì thói quen vệ sinh lành mạnh cũng như đảm bảo tính thẩm mỹ của từng người. Những người triển lông vĩnh viễn nhiều nhất là phụ nữ, tuy nhiên thì nam giới vẫn có thể triển lông vĩnh viễn nếu thích. Triển lông thì có hai phương pháp chính là triển lông vĩnh viễn và triển lông tạm thời. Triển lông vĩnh viễn thường sẽ có chi phí ban đầu đắt hơn nhiều so với triển lông tạm thời. Tuy nhiên, hiệu quả của triển lông vĩnh viễn tất nhiên sẽ kéo dài lâu hơn rất là nhiều so với triển lông tạm thời. Thế nên tùy vào sở thích và khả năng tài chính của từng người mà họ sẽ chọn những phương pháp triển lông phù hợp nhất với mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về những phương pháp triển lông phổ biến nhất hiện nay bạn nhé. 2. Các phương pháp triển lông vĩnh viễn. Đa phần những cách triển lông vĩnh viễn hiện đại nhất thì cũng cần đảm bảo thực hiện trong nhiều buổi thì mới mang lại một kết quả tốt nhất. Phương pháp triển lông hiệu quả nhất để triển lông vĩnh viễn chính là triển lông bằng điện phân. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều những sự lựa chọn cho bạn về những phương pháp triển lông vĩnh viễn khác. Triển lông bằng điện phân là gì? Triển lông bằng điện phân thì là cách sử dụng kim tiêm để đưa tần số vô tuyến sóng ngắn vào các nang lông để tiêu diệt chúng. Sau đó thì từng sợi lông sẽ được tiếp tục loại bỏ bằng nhíp. Phương pháp triển lông vĩnh viễn bằng điện phân thì cũng hoạt động trên bất kỳ loại lông nào, kể cả lông sáng màu. Và sau khi thực hiện điện phân để triển lông, có nhiều người sẽ có cảm giác châm chích, mẩn đỏ hoặc là kích ứng, nhưng rồi sẽ nhanh chóng hết. Triển lông bằng laser là gì? Triển lông bằng laser thì bao gồm việc sử dụng tia laser nhiệt độ cao để phá hủy tận sâu trong nang lông, bất kỳ vùng nào trên cơ thể, ngoại trừ vùng quanh mắt. Triển lông vĩnh viễn bằng laser thì có thể giảm từ 10 đến 25% số lông ở trên da ngay sau buổi đầu tiên. Sau đó thì các nang lông suy yếu nên trong nhiều tháng hoặc là nhiều năm thì lông sẽ ít mọc lại. Triển lông vĩnh viễn bằng laser thì sẽ có nhiều buổi. Khi triển lông bằng cách này thì tia laser có thể gây cảm giác đau châm chích và khó chịu trong quá trình thực hiện. Và bạn nên chống nắng thật kỹ khi thực hiện triển lông vĩnh viễn bằng laser bạn nhé. 3. Các phương pháp triển lông tạm thời. Cách triển lông tại nhà bằng kem tẩy lông. Hiện nay thì trên thị trường có bán rất nhiều loại kem tẩy lông với cách sử dụng rất là đơn giản. Chỉ cần bôi kem lên vùng da cần triển lông và lưu kem khoảng từ 5 cho đến 7 phút là có thể dễ dàng lau đi được những sợi lông đã mềm nhũn. Cách triển lông bằng kem tẩy lông thì chỉ có hiệu quả tại thời điểm đó vì không lấy đi được hết chân lông. Chính vì thế, những sợi lông sẽ tiếp tục phát triển và mọc dài ra trong vài tuần. Tuy nhiên thì có nhiều chuyên gia đã khuyên rằng không nên sử dụng kem tẩy lông thường xuyên vì sẽ dễ dẫn đến tình trạng viêm nang lông và lông mọc ngược đấy nhá. Thứ hai, cách triển lông bằng waxing. Tẩy lông bằng cách waxing sẽ kéo dài kết quả trong khoảng từ 3 đến 4 tuần là những sợi lông lại mọc trở lại. Nhược điểm lớn nhất của waxing chính là cảm giác rất là đau và khó chịu, nhất là những người lần đầu tiên waxing triển lông. Và ngoài shop wax lông thì bạn có thể mua miếng dán tự tẩy lông để có thể tự tẩy lông tại nhà. Vậy bạn đã từng triển lông bằng shop wax hay chưa? Nếu đã từng thực hiện rồi, thì hãy chia sẻ kinh nghiệm wax lông không đau của mình cho nhiều chị em chưa từng làm được biết với nhau. 3. Xe chỉ triển lông mặt. Bạn đã từng được xe lông mặt bằng chỉ hay chưa? Hiện nay thì phương pháp triển lông này không còn xuất hiện nhiều nữa. Tuy nhiên, đây chính là cách triển lông mặt rất là hiệu quả đấy nhá. Xe chỉ để loại bỏ lông ở những khu vực nhỏ như mặt, giúp loại bỏ lông tận gốc và chính xác. Hiện nay có nhiều người đã xe chỉ để tạo dáng lông mày rất là đẹp. Bạn thấy đấy, triển lông là câu chuyện không của riêng ai. Triển lông vừa là cách giữ gìn vệ sinh và là cách mang lại tính thẩm mỹ hơn so với đa số người. Vậy bạn còn biết phương pháp triển lông phổ biến nào hiện nay hay không? Hãy chia sẻ cho Blog Đẹp và mọi người cùng biết với nhau. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.